Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azshop.com. Thì hôm nay admin làm cho các bạn cái đề tài là cài đặt cái Simatic WinGC Flexible 2008 SP4 bản China ha. WinGC đây ha, mình sẽ cài hướng dẫn các bạn cài đặt cái WinGC Flexible 2008 SP4 China. Bởi vì sao mình phải nói là cài đặt cái phần mềm này? Bởi vì có một số như cái con màn hình như kiểu là 6 6AV 6 648 gạch 0BC hả? Đây. Các bạn nên nhớ là những cái con màn hình như thế này này là những cái con màn hình, các bạn chờ xíu ha. Ha, đây là những cái con màn hình của thị trường Trung Quốc. Thì như bình thường như kiểu chúng ta chỉ sử dụng bảng WinGC Pro, WinGC Flexible á 2008 như bình thường của bản Anh lịch á thì sẽ không lập trình được cho mấy con mà Smart Smart 700 IE này đâu ha. Ha. Thì cái màn hình mà WinGC Flexible này, cái Win đây ha, thì nó dùng cho hai cái màn hình chính là 700 IE và là Micro ha, và N Micro ha, Micro ha. Thì như cái những cái bản bình thường thì sẽ không cài được cái phần mềm này, không lập trình được. Thì cái chỉ có cái bản, tại vì hai cái con này này là ở thị trường Trung Quốc nên mình muốn lập trình được thì mình phải cài cái bản WinGC Flexible 2008 SP4 China. Nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài cái phần mềm này ha. Đây, WinGC Flexible đây. Các bạn nhìn thấy cái bản China chưa? Đây, đây là cái bản China của mình ha. Được chưa? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt như thế nào. Hiện tại bây giờ tôi đang team view để cài trong cái máy ở bên công ty tôi á. Đây ha. Thì bước 1, chúng ta vào đây ha. Mình có một cái gọi là WinGC Flexible 2008. Ok ha. Mình có cái phần ví dụ như kiểu là đây file setup này, có thể mình sẽ readme chai mi này. Ok. Đây ha. Tuy là ở đây nó hiển thị 20, không biết tại sao cái tôi đao cái bản này đáng ở lại ở đây phải là 2008 SP4 này, nhưng mà tại sao không biết nó hiển thị SP3 ha. SP3 thì không lập trình được con cái con Smart đó nha các bạn ha. Đây ha, các bạn này đi tới đây được chưa? Thôi. Được rồi, cái này thì mình nói sau ha. Rồi, thì các bước cài này, đầu tiên vào setup ha. Setup. Nhấn run. Tới đây này, nó báo thế này này là flowering required have not met, nghĩa là không tương thích cái len lịch trong cái phần này này. Phải để cái chế độ là Chinese ha. Một là Chinese theo kiểu B, cái này là Chinese thuộc Chinese là của Trung Quốc ha, còn một cái là Chinese theo kiểu là Đài Loan ha. Thì để như vậy thì mình làm sao? Mình cancel đi. Ok, yes. Finish. Ok. Mình vào đâu? Control Panel. Control Panel. Mình vào là Lock and Deletion. Deletion language. Ok. Và tới đây thì mình làm sao? Administration. Ok, trên thì mình lên chỗ Chinese thôi. Chinese đây. Ok, nhấn ok. Ok. Ok, nó kêu là bắt reset now, mình nhấn reset luôn. Pause. Đấy. Các bạn chờ xíu mình đang đây ha. Rồi, tới đây thì mình làm sao? Mình vào lại. Ổ E ha, khi này mình để ổ E. Phần mềm BOC. Đây ha. Rồi, nhấn ta ha. Run. Ok, tới đây mình set up language này. Thì các bạn cũng nên set up theo kiểu là next của kiểu Anh lịch ha. Next. Not at OK file. What?
Này ở đây này các bạn nên lưu ý ha, tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng mà các bạn nên lưu ý này. Thì như ở đây tôi đang để là ổ, tôi đang để cái ổ này là ổ E thì phải, tôi đang để cái thằng này là ổ E này, các bạn nên 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 copy nó ra ổ C ha, copy ra ấy desktop được chưa đây ha, copy nó ra desktop rồi bước tiếp theo mình vô đây mình cài lại ha. Các bạn đừng view như kiểu English đây next ha, nếu mà các bạn chọn Chinese thì ở đây các bạn rất là khó cài đặt này, không biết cái này là cái gì ha, nên các bạn nên để language ha, ví dụ như đây ok không biết next hay gì ha, ví dụ next tới đây không biết ha, đây mình nên back đi ha, tới đây mình chọn English next next ha next ok ha, I accept ha và next thôi. Tới đây ok nhưng mà đây ok mình chọn hai thằng này ha, license ok được rồi ha, next I accept trên ha, next rồi tới đây này các bạn lưu ý này đừng có nhấn cancel á, no 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 cancel ha, bạn nào mà nhấn cancel là không được nhé các bạn. À, đến đây là gì ta? Mình phải viết tiếng Anh nha các bạn, bởi vì mình cài này không phải cho một người Việt Nam mà cho các người nước ngoài nữa, nên các bạn lưu ý ha, mình sẽ viết cái này bằng tiếng Anh nha các bạn nhé. Đó. Đầu tiên copy file ra ổ C ha. Rồi step 2 là gì? Next thôi. Đấy. Next. Ok. Step 3. Quay. Đang bước này đang quay này. Quay này. Đây ha. Đang để cho nó quay ha các bạn ha. Mình xin lỗi các bạn người Việt Việt Nam ha, tại vì mình phải copy, mình phải viết tiếng Anh cho các bạn người nước ngoài, nhiều người nước ngoài cũng đang cần cài những cái phần mềm này ha. Thực chất thì tôi thì cũng không thích sử dụng mấy phần mềm này đâu, mà căn bản nhà máy tôi đang có một cái con màn hình nó bị hư nên tôi cần phải backup dữ liệu, thì tôi phải tìm cái bản Win C Flexible China 2008 này ha. Các bạn nhìn thấy này. Ở đây nó báo này Win Steamatic Win CC ha, chạy na ha. Các bạn lưu ý ha, cái phiên bản này á, WinCC Flexible này nha, chỉ dùng cho là nó cũng tương thích với cái WinCC Flexible 2008 Việt Nam, nên là trước lúc mà các bạn sử dụng cái bản WinCC Flexible này này thì các bạn nên học tập sử dụng cái bản WinCC Flexible English 2008 English của Việt Nam ha, à, của tiếng Anh nha, chứ cái bản này mà các bạn mà không sử dụng cái bản kia trước thì xài cái phiên bản này rất là khó. Nên là muốn sử dụng phiên bản này thì các bạn phải sử dụng cái phiên bản tiếng Anh trước, và cái phiên bản này chẳng qua là chỉ phát triển thêm cho hai con màn hình là cái con màn hình micro và cái con màn hình smart thôi. Ha. Đây, cái thằng này chỉ dùng cho cái là Smart HDMI và cái Micro này này ha.
các bạn cứ đứng chờ nhé, các bạn cứ chờ nhá, bạn tới đây này quay thôi nha, các bạn nào mà nhấn cancel là mất hết trị liệu. Thấy này, đầu tiên là OBC. OBC cái phần mềm này để dùng để kết nối S7200 hay là các phần mềm như kiểu là của Mitsu hoặc là thì cái này gọi là OBC ha. Còn cái này là SP4, đây là Micro SQL thôi. Còn đây là Micro VC này. Nhưng đặc biệt đây các bạn khi cái bản là WinCC Flexible China này, thì chắc chắn trong cái bản này nó đã bao gồm WinCC Flexible 2008 SP3. Đó. Rồi Steamatic WinCC này, Runtime Simulation ha. Cái bản này có thể chạy mô phỏng được nha các bạn ha. Này WinCC Flexible Runtime ha, Simulation. Đây ha. Đây. Tôi phải share cái này này. Copy. Đấy ha. Rồi update 2 của thằng này nữa ha. Đây, cái cài xong rồi nó hiện ra hai cái này ở dưới này các bạn này, kể nó ha, các bạn cứ thoải mái cho nó cài đặt nhé. Mình chỉ cần muốn các bạn lưu ý một cái là khi mà cài đặt cái Steamatic WinCC Flexible China này này, thì cái bảng này là bản tiếng Trung, nó lưu ý bản tiếng Trung nên là các bạn phải cài trước cái WinCC Flexible English 208 SP4 của mình hoặc SP3 hoặc gì đó, các bạn phải sử dụng cái bản tiếng Anh trước. Thì khi đó các bạn qua cái bản tiếng Trung này các bạn mới sử dụng được này ha. Real suit using WinCC flexible English before using China if you don't know ha, know Chinese ha. Ok. Don't know Chinese. Nếu như các bạn nào mà không biết tiếng Trung á thì các bạn nên sử dụng tiếng Anh này, bản English trước khi mà sử dụng cái bản Chinese này ha. Đấy. Nó cũng hơi lâu nên là các bạn chờ nhé các bạn, mình cài cũng mất mấy chục phút mới được ấy. Đặc biệt nhất các bạn lưu ý này, trong cái phần là control panel được chưa, và trong cái phần clock region á, region and language á, các bạn phải chọn Chinese ha, Chinese. Ok. Lưu ý thôi. Thực chất là bản nào mà chưa cài dạng này thì nó hơi vất vả ha. Nhưng hôm nay tôi làm cái video này thì hy vọng các bạn sẽ biết cài cái phần mềm này ha.
À, các bạn nha, như vậy là ok nhá. Nó kêu như thế này này ha. Kamito has not reset it. Setup can reset ha. Ok ha. Thì tới đây thì sao? Thì sao ạ? Mình đi step 4 ha. Step 4. 2 chấm đi. Reset ha. Reset computer. Tờ ha. Finish NISH ha. Finish successful ha. Ha. Ok, như vậy là các bạn là cài đặt xong thành công ha. Chúc các bạn rất là nhiều ha. Rồi ok, reset thôi. Reset máy. Xin chào các bạn, như vậy là đã cài đặt xong thành công ha. Thì do cái máy TeamView bên kia đang tắt, nhưng mà như vậy là thành công rồi, các bạn không báo lỗi như vậy thành công rồi ha. Thì như thế này này, sau khi cài đặt thành công xong thì các bạn cứ mở lên thôi ha. Mở lên thôi thì đây là phiên bản chính trung, thì đây giống như tiếng Anh á, file này. Đó ha. Đó ha, đây là phiên bản chính trung ha. Thì các bạn có thể ngồi 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 xem ha. Đây ha. Giả sử như tôi đây file new một cái này đi. Đó, đây là những cái kiểu màn hình. Thì các bạn nhìn thấy này, đối với phiên bản China thì có hai phiên bản mới, đó là Micro Panel ha. Thì có những cái loại này ha. Ok ha, Micro như khi này tôi nói ạ. Và một cái loại nữa gọi là Smart Line. Thì Smart Line còn lại có hai loại, loại Smart 700 và một Smart 700 IE ha. Và một cái loại là Smart 100 và 1000 vào đây ha. Thì hai cái loại này này. Thì cái mà đây ha, cái mà WinCC China thì nó có thêm hai cái loại này, còn nó có thêm nhé các bạn, ha, nó có thêm hai cái loại này chứ, WinCC China thì nó có thêm hai cái loại này, ha, được chưa, nó có thêm á, được chưa, nhưng mà nó còn có, đây là nó có thêm nha, còn nhưng còn còn các loại này thì nó vẫn có như cái WinCC bình thường nha các bạn ha, được chưa, đó thì nó chỉ có thêm như thế này thôi. Thì những hai cái con này để dùng cho hai cái loại này này là hầu như HDMI của bọn China nó viết ha, được chưa. Thì bạn nào mà sử dụng hay mua phải cái màn hình này thì phải chắc chắn phải download cái phần mềm này về ha, được chưa. Thì có thể là video này dừng tại đây thôi. Còn xíu nữa mình sẽ làm cho các bạn một cái video nữa là phân biệt chữ, hay là để hiểu rõ được hai chức năng của chữ tiếng Trung Quốc này này. Thì tôi sẽ mở hai phần mềm song song cho các bạn thấy ha. Được chưa? Thì hôm nay cũng gần tới Tết rồi. Cảm ơn các bạn là xem video của mình và chúc các bạn có thể là một ngày làm việc thật là hiệu quả, và đặc biệt thật nhất đó, like ha. Like kênh ha. Like channel bio YouTube ha. YouTube and ha, like channel YouTube ha, for software, receive software ha, quay ha, này, thì vô đây này, các bạn phải like cái kênh này này ha, các bạn vào đây các bạn like kênh của mình ha. Like cái kênh này được chưa, thì các bạn sẽ nhận được cái phần mềm gọi là software đấy ha. Thì các bạn sẽ nhận được cái phần mềm là dùng cho POC ha. Ok ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào các bạn.